Tại các công trình xây dựng cao tầng, cần cầu được sử dụng để đưa vật liệu và thiết bị lên các tầng trên cao. Những cần cầu này có chiều cao cả trăm mét và khi hoạt động thì có thể vươn ra tới vài chục mét. Cùng với đó là những khối bê tông nặng hàng tấn luôn trong trạng thái lơ lửng ở trên không trung. Sự cố xảy ra thì đã nhiều, thiệt hại về người và tài sản cũng đã rõ. Và trong khi công tác giám sát an toàn của những thiết bị này đang bị xem nhẹ, thì hàng ngày có rất nhiều người dân vẫn phải chấp nhận may rủi khi tử thần cứ lơ lửng ở trên đầu. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người sẽ phải rùng mình. Thế nhưng nhiều gia đình tại ngõ 199 phố Hồ Tùng Mậu vẫn phải chấp nhận hàng ngày mưu sinh dưới những khối bê tông nặng hàng chục tấn như thế này. Nói chung là rất sợ, nói chung là nhiều lúc nó quay mình cũng hay, nếu khi có vấn đề gì mà nó rơi cả mấy cục bê tông to thế xuống là cũng rất... Nhà của tôi ở đây, thế thì từ ngày mà công trình làm ở đây là chuyên môn toàn những là quay cần cẩu lên trên lắp của tôi mà đây này, dầu bạt này, đấy, mỡ miếc các thứ là quay hết, nhỏ hết cả xuống dầu bạt, thậm chí lại còn nhỏ cả vào trong xe ô tô của phòng giáo dục nữa, gây ảnh hưởng mà dân người ta đi qua đây người ta cứ nhìn lên trên đấy là người ta sợ, người ta chạy. Mưu sinh như này thì đành cũng phải vậy thôi, cũng không biết làm nào được, bởi vì như thế nào người ta làm ở đây rồi thì giờ nó quá ra ngoài đường thì chúng tôi cũng không vì cái chỗ mình sinh sống hàng ngày rồi. Cứ chấp nhận vậy. Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội, trong năm 2016 đã xảy ra 49 vụ tai nạn lao động làm 49 người chết, 2 người bị thương. 70% số vụ tai nạn lao động trên địa bàn thành phố thuộc về lĩnh vực xây dựng. Các cầu thang này vẫn còn vươn ra ngoài bán kính của công trình. Vì với đặc thù của thành phố thì như vậy là cái diện tích cái xây dựng thì hầu hết là như vậy, là nằm gần trục đường giao thông và các khu chung cư, do đó cái hiện tượng vi phạm này vẫn còn xảy ra. Cũng theo ông Việt thì mặc dù xây dựng là lĩnh vực có nguy cơ tai nạn cao, nhưng không phải tất cả các chủ sử dụng lao động đều chấp hành tốt việc đảm bảo an toàn, trong khi người lao động thường có tâm lý chủ quan. Có những doanh nghiệp thì như vậy là cấp phát triển đủ, chẳng hạn cấp mũ hoặc là cấp áo. Còn như vậy giày và quần thì cũng có, như vậy là còn nhiều hạn chế. Cái vấn đề thứ hai là đối với các công trình xây dựng thì cái đặc thù của vấn đề sử dụng lao động trong các công trình xây dựng chủ yếu là sử dụng cái số lao động thời vụ ngắn hạn. Những tấm biển như thế này xuất hiện ở hầu khắp các công trường xây dựng. Để xảy ra tai nạn là điều không một ai mong muốn. Nhưng đôi khi vẫn có những thảm họa từ trên trời rơi xuống.